hộp kín của bài toán điện xoay chiều, hay chính là bài toán hộp đen. Thế thì để làm được cái bài toán này thì các em cần nắm vững cái tương quan về pha giữa các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi phần tử so với cường độ dòng điện trong một cái đoạn mạch xoay chiều nối tiếp. Rồi các em phải nắm vững được tác dụng của mỗi loại phần tử so với cái gì nhỉ? So với dòng xoay chiều và dòng không đổi. Và tiếp theo là các em phải nắm được tương quan về giá trị hiệu dụng, rồi là gì nhỉ? Về đặc điểm công suất tiêu thụ của các loại phần tử trong một cái đoạn mạch xoay chiều. Nói tóm lại là gì? Bài toán này tương đương với cái bài toán nhận dạng. Mà để nhận dạng được thì đương nhiên chúng ta phải nắm được các đặc điểm riêng. Rồi trong trường hợp đặc điểm riêng của mỗi loại phần tử, rồi trong trường hợp kết hợp giữa các loại phần tử thì nó ra một cái đặc điểm riêng gì, thì chúng ta phải nắm vững được thì chúng ta mới suy ra được cái hộp kín đấy chứa loại phần tử gì. Nó chính là một cái bài toán biện luận để suy ra, dựa vào đặc điểm riêng biện luận để suy ra được phần tử. Bây giờ chúng ta lần lượt đi vào từng cái loại căn cứ nào. Đầu tiên làm tốt chúng ta cần dựa vào cái gì? Thứ nhất là căn cứ để xác định loại phần tử. Căn cứ xác định loại phần tử. Căn cứ xác định loại phần tử. Phần tử ở đây tức là nó là ba cái loại phần tử cơ bản trong cái đoạn mạch xoay chiều, đấy là cuộn dây. Cuộn dây thì có thể thuần hoặc không thuần, điện trợ thuần và tụ gì? Tụ điện. Căn cứ dựa vào xác định phần tử như sau. Thứ nhất là chúng ta dựa vào tác dụng. Dựa vào tác dụng của mỗi loại phần tử. Với dòng xoay chiều và không đổi. Đấy. Thế thì ở đây đặc điểm nổi bật nhất của cái phần tác dụng này là gì? Thì các em nhớ cho thầy đấy là tụ điện này. Đầu tiên là tụ điện. Đương nhiên là gì nhỉ? Sẽ không cho dòng điện không đổi đi qua. Dòng điện một chiều chạy qua. Đấy. Đấy là tụ điện. Còn trong trường hợp cuộn dây điện trở thuần thì nó tuân theo định luật ôm thông thường rồi đúng không nhỉ? Cuộn dây mà có điện trở thì chúng ta áp dụng định luật ôm như thông thường là I không đổi thì sẽ bằng U không đổi chia cho gì? R của cuộn gì? Cuộn dây. Còn với cái điện trở thuần thì chúng ta sẽ có I bằng gì nhỉ? U trên R, tức là áp dụng định luật ôm một cách thuần. Thế thì tiếp tục các em phải nhớ cho thầy là với cái tác dụng này thì ZL của chúng ta lại bằng gì? Omega nhân gì? Nhân L này. Tức là bằng 2πfL. Rồi là ZC thì lại bằng 1 trên omega gì? Omega C. 1 trên 2πf nhân với C. Thế bài toán này người ta có thể là gì? Cố định cái cho một cái điện áp xoay chiều mà với giá trị hiệu dụng cố định. Sau đó người ta bảo là gì? Tăng tần số lên. Các em tăng tần số lên, rồi người ta đưa ra các cái tình huống về cường độ dòng điện hiệu dụng thì chúng ta cũng phải có cái căn cứ để gì? Để xem nó là cái gì. Thì ở đây chúng ta lại tiếp tục nhớ cái định luật ôm là I này. Với đoạn mạch chỉ có R này, IR thì lại bằng gì? U trên R này. Không phụ thuộc vào F này. Cái này không phụ thuộc vào F. Rồi UL giá trị hiệu dụng lại bằng U trên ZL, tức là bằng U trên omega L này. 2πfL này. IC thì bằng U trên ZC. ZC tức là bằng 2πf nhân với C nhân với U. Từ đấy là nếu đề bài chẳng hạn thầy lấy một cái tình huống đơn giản là đề bài là đặt điện áp xoay chiều với giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu một phần tử x chưa biết cái gì. Khi tăng tần số thì thấy là cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch tăng thì chắc chắn rằng chúng ta chộp được ngay nó là gì? Nó là phần tử C, đúng không? Đấy. Còn nếu như nó không phụ thuộc thì chúng ta kết luận đó là
điện trở gì? Điện trở thuần R. Đấy là một số cái căn cứ về tác dụng. Em nhớ chưa thầy? Tiếp tục là dựa vào cái gì? Chúng ta sẽ dựa vào cái gì? Dựa vào quan hệ về pha này, dựa vào quan hệ về pha giữa U và gì? Giữa U và Y. Giữa U với Y. Thế thì đương nhiên là với loại một phần tử khác, với loại hai phần tử khác, ở đây thì chỉ điểm danh về cái quan hệ tương pha trong cái đoạn mạch mà một phần tử ở cái phần đại cương. Tức là chúng ta có cái gì? Căn cứ dấu hiệu đầu tiên đấy là UL thì sớm hơn Y. Sớm Y này, góc gì? Pi trên gì? Pi trên 2. UC thì trễ hơn Y. Trễ hơn Y này. Góc gì? Pi trên 2. Rồi UR thì đồng pha với gì? Đồng pha với Y. Có nghĩa là khi kết hợp L và C, R và C thì chúng ta sẽ được một cái U trễ hơn Y. Khi kết hợp L và R thì chúng ta sẽ được một cái U sớm pha hơn Y. Đấy, R và C thì được trễ, còn L và R thì sớm hơn Y. Thế thì từ cái việc trễ pha như thế này thì chúng ta có thể suy ra được, đây là vuông pha, suy ra được một số cái tình huống là gì? Ở đây chúng ta viết được cái gì? Y bình là trên Y không bình là cộng U bình, UC bình, UL bình trên U không gì? U không L bình bằng gì? Bằng 1 này. Còn thằng này thì được cái gì? Y bình trên Y không bình này cộng UC bình trên U không C bình bằng gì? Bằng 1 này. Còn anh này thì chúng ta có thể viết là Y bằng UR trên gì nhỉ? Trên R. Đây cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết được nó là gì? Nó chỉ có là điện trở. Đấy là quan hệ về pha nhé. Quan hệ về pha. Còn trong đoạn mạch hai phần tử thì chúng ta cứ lần lượt tổng hợp theo quy tắc cộng vector. Dấu hiệu tiếp theo mà các em cần phải biết đấy là dựa vào cái gì? Chúng ta sẽ dựa vào cái gì? Dựa vào này. Dựa vào đặc điểm công suất tiêu thụ. Đặc điểm công suất tiêu thụ. Công suất tiêu thụ. Đặc điểm công suất tiêu thụ ở đây là gì? Thầy nhắc lại sơ qua đấy là gì? L thuần và C thì không tiêu thụ. Đấy nhá. L thuần này, các em phải nhớ là L thuần và C thì không tiêu thụ điện. Không tiêu thụ điện. Tiêu thụ điện có nghĩa là gì? Công suất của nó sẽ bằng gì? Bằng 0. Và chúng ta chỉ có điện năng tiêu thụ trên cái phần tử R dưới dạng là tỏa nhiệt theo định luật gì nhỉ? Joule-Lenz. Đấy chưa? Như vậy là đồng nghĩa với P khác 0. Suy ra được nếu P của mạch mà khác 0 thì mạch làm sao? Mạch có gì? Có R hay là gì nhỉ? L gì? Không gì? Không thuần. Này, tùy theo điều kiện của bài toán các dự kiện phụ khác thì chúng ta kết luận cụ thể nó là cái gì? Là dựa vào đặc điểm công suất tiêu thụ. Và một cái căn cứ nữa mà chúng ta hay dùng đấy chính là dựa vào cái gì? Dựa vào liên hệ giữa các điện áp hiệu dụng. Và tiếp tục là dựa vào, căn cứ tiếp theo là dựa vào liên hệ này, giữa các điện áp hiệu dụng. Các điện áp hiệu dụng. Thế thì đây chính là cái căn cứ mà chúng ta dựa vào cái liên hệ hiệu dụng, chúng ta suy ra được cái quan hệ về pha. Từ quan hệ về pha thì chúng ta kết luận nó là phần tử gì. Thì cụ thể chúng ta sẽ xét cái liên hệ hiệu dụng ở một số cái tình huống cụ thể. Bây giờ chúng ta xét một số trường hợp. Trường hợp thứ nhất, trường hợp 1 là chúng ta xét là hộp kín chỉ chứa một loại phần tử. Hộp kín này chỉ chứa một loại phần tử. Một loại phần tử tức là sẽ là gì? R hay L hay gì? R này hay L hay gì? C, một phần tử. Và hộp kín này ta ký hiệu là X. Điện áp. Đấy, chưa biết trong X nó là cái gì. Bây giờ xảy ra các tình huống như sau. Nếu này,
mà sớm hơn y. Sớm hơn y này. Góc u sớm hơn y góc pi trên 2. Thì chúng ta suy ra được cái gì? À, suy ra được x là L. U sớm pha hơn y góc pi trên 2 x là L. U trễ pha hơn y u này. Mà trễ hơn y. Hơn y này. Góc pi trên 2. Thì chúng ta suy ra được x là gì? Là C. Đấy là trường hợp hai khả năng thứ nhất. Tiếp theo, nếu gì? Chúng ta có nếu này. U mà sớm hơn y. Góc bé ăn pi trên 2. Bé ăn pi trên 2. Thế là trường hợp này là khác không? Sớm rồi, sớm rồi, bé ăn pi trên 2. Thì chúng ta suy ra được x là cái gì? Là cuộn dây. Cuộn dây như thế nào đây? Không thuần cảm. Không thuần. Không thuần cảm. Còn tình huống tiếp theo là gì? Nếu u mà đồng pha với gì? Đồng pha y. Thì rõ ràng là chúng ta suy ra được x là cái gì nhỉ? R. Hoặc là chúng ta có thể viết là gì? Y bằng u trên R. Đấy, tức là trường hợp đồng pha thì chúng ta có thể viết dưới dạng giá trị. Giá trị tức thời. Đấy là một số cái tình huống một phần tử thì chúng ta kết luận một cách rất dễ dàng, bởi vì chúng ta có tương quan giữa các loại pha đã cụ thể rồi. Bây giờ chúng ta xét cái trường tình huống mạch chứa hai loại phần tử. Nào, trường hợp này người ta có thể cho là về liên hệ giá trị hiệu dụng nhé. Trường hợp số 2, công suất tiêu thụ nữa. Đây, thầy ghi luôn vào đây. Nếu là gì? Nếu chúng ta có P, Px khác 0 này. Px khác 0 thì chúng ta suy ra được x là gì? R. Hoặc là gì? Hay là L không thuần này. Đấy. Rồi là nếu P x mà bằng 0 thì suy ra được x là gì? C hay gì? L, L thuần. Đấy là dấu hiệu về công suất. Được chưa? Rồi không cho dòng điện một chiều chạy qua này. Rồi một không cho dòng điện một chiều chạy qua. X không cho này. Không cho dòng một chiều chạy qua này. Suy ra được x là gì? Là C, vân vân. Các cái dấu hiệu này rất đơn giản rồi. Ở cái phần ban đầu thầy đã nhắc rồi, cho tần số vân vân ấy. Thì đấy là các em tự xét tiếp. Bây giờ chúng ta xét cái trường hợp số 2. Nó phức tạp hơn trường hợp thứ nhất về bài toán hộp đen. Đấy là hộp kín của chúng ta. Hộp kín này sẽ chứa hai trong ba phần tử. Ba cái phần tử. Các em chú ý rằng là các bài toán về hộp kín thì thường người ta sẽ cho nó chứa những cái loại gì trong một cái tổ hợp nhất định. Đấy, hai trong ba phần tử. Ví dụ ở đây thầy sẽ khóa lại là R này. Rồi là L thuần. Thuần nhá, ở đây chỉ xét là từ thuần thôi. Và gì? C. Ghép nối tiếp. Nối tiếp hai trong ba phần tử này nối tiếp. Tức là thầy đặt hai trong ba phần tử này là xy đi. Đây là x. Đây là y. Một hộp chứa một cái là x. Phần tử x, hai phần tử x và y ghép nối tiếp với nhau. Xy là một trong các phần tử R, L thuần và C. Thế thì các dấu hiệu để chúng ta nhận biết là gì? Ở đây, à đây, chúng ta sẽ có một số cái dấu hiệu như sau. Nếu này, nếu u mà sớm hơn y, sớm y góc gì? Một góc nhỏ hơn pi trên 2. Thì đương nhiên là chúng ta suy ra được hai phần tử là gì? Hai phần tử sẽ là R và gì nhỉ? R và L. Hai phần tử sẽ là R và L. Đó là chúng ta có cái dán đồ vector sẽ là gì? Đây. Em chú ý rằng dán đồ vector nó là như thế này. Đây là y, đây là u gì? UL, đây là UR. Thì đây là URL. Đây chính là u. Đấy, u sớm pha y. Một góc phi lớn không đấy. Thấy chưa? Đấy là tình huống thứ nhất. Tình huống tiếp theo là nếu gì?
nếu u là gì? Trễ hơn y. Trễ hơn y này. Một góc là gì? Bé pi trên 2, phải là bé pi trên 2. Chúng ta chưa xét trường hợp đặc biệt bằng pi trên 2. Thì chúng ta suy ra được hai phần tử. Hai phần tử sẽ là gì? R và gì nhỉ? R và C ghép nối tiếp. Chúng ta có dẫn đồ vector tương ứng là đây. Dẫn đồ vector tương ứng. Đây là y. Đây là uc. Đây là u gì? UR. Hai phần tử tương ứng là đây chính là URC. URC. Đấy. Trễ hơn y, một góc khác pi trên 2. Tình huống tiếp theo là nếu cái gì? Nếu u này mà lệch pi trên 2 so với y thì chắc chắn là gì? Mạch sẽ là gì? Suy ra được hai phần tử, hai phần tử là L, LC hay là gì? Hay LC nhá, hai phần tử sẽ là LC. Với điều kiện trường hợp thứ nhất là sớm hơn thì ZL lớn hơn ZC, trường hợp trễ hơn thì ZC lớn hơn ZL. Đấy là các em chú ý cho thầy là trường hợp lệch góc này. Đấy, tức là sớm hơn hoặc trễ hơn, có hai tình huống sớm hơn hoặc trễ hơn. Tiếp theo là chúng ta có thể căn cứ vào giá trị hiệu dụng. Nếu về mặt giá trị hiệu dụng, điện áp giữa hai nơ phần tử xy, các phần tử xy hiệu dụng xy này và điện áp AB, nếu UAB bằng cái gì? AB của chúng ta bằng chỉ đối của UX trừ đi UY, tức là có hai tình huống lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Thì từ đây chúng ta suy ra được hai phần tử sẽ là gì? Hai phần tử là LC. Tùy theo điều kiện mà chúng ta có cái thằng nào lớn hơn thằng nào, tức là ZL và ZC, nhưng chắc chắn là hai phần tử là C. Còn nếu gì? Nếu mà về giá trị hiệu dụng chúng ta nhận biết được, nếu UAB bình phương mà lại bằng UX bình, UX bình cộng U gì? UY bình, thì chúng ta suy ra được hai phần tử sẽ là gì? Hai phần tử là RC hay gì? Hay là RL. Tức là chúng ta chỉ nhận biết được về mặt phần tử tương quan chắc chắn có R thôi. Còn mới về giá trị hiệu dụng được như thế này, bởi vì dựa vào đặc điểm vuông pha chúng ta chưa kết luận chính xác được nó là L hay gì nhỉ? Hay C. Để xác định được L hay C thì chúng ta cần phải dựa vào một số cái yếu tố khác nữa. À, đấy là tất tần tật những cái này này. Hai cái này thì các em chú ý cho thầy là đều suy ra từ cái dãn đồ vector, đúng nhỉ? Tình huống các dãn đồ vector đấy là hai vector, trong trường hợp này là hai vector cùng phương ngược chiều. Còn trường hợp này là hai vector vuông gì? Vuông góc. Một loạt các yếu tố khác nữa thì chúng ta sẽ thấy trong một số cái bài tập tùy theo tình huống. Tức là để làm được tốt được cái bài toán này là không có một cái phương pháp tổng quát mà buộc các em phải gì? Nắm vững được tương quan giữa các loại phần tử, tác dụng của mỗi các loại phần tử này. Rồi tương quan về lệch pha giữa U mỗi loại phần tử so với Y. Rồi tương quan khi kết hợp. Đấy, bây giờ chúng ta xét một số ví dụ cụ thể.